Chào các em, hôm nay giới thiệu các em một cái bài toán khá thú vị như sau. Cho hàm số y bằng trị tựu x cộng với trị tựu x trừ 1 với điều kiện ở đây x thuộc R. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này. Thế thì để giải bài toán này thì các em nhớ một cái bất đẳng thức trị tựu khá quen thuộc. Là trị tựu của A. Cộng với trị tựu của B thì sẽ lớn bằng trị tựu của A cộng B. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi là A, B là hai số cùng dấu, tức là A nhân B lớn bằng 0. Đấy. Bây giờ ta viết lại biểu thức y này một cái là như sau. Ta có y sẽ bằng ở đây trị tựu x ta giữ nguyên, cộng với trị tựu x trừ 1 thì được viết là bằng trị tựu 1 trừ x. Ở đây các em coi x là A, 1 trừ x là B thì áp dụng bất đẳng thức trên này ta sẽ có lớn bằng trị tuyệt đối của A cộng B, tức là x cộng với 1 trừ x. Đấy. Ở đây các em rút gọn cho x thì còn lại là 1, vậy y lớn bằng 1. Ta có y lớn bằng 1. Bây giờ xét dấu bằng xảy ra. Y bằng 1. Khi nào? Khi là x nhân 1 trừ x lớn bằng 0. Các em chú ý là ở đây có nhiều giá trị x thì ta chỉ cần tìm một cái giá trị để thỏa mãn. Ở đây các em có thể chọn x bằng 0 hoặc x bằng 1, cho x bằng 0 đi. Đấy. Đây, thì dấu bằng sẽ ra được. Yeah. Vậy từ đây suy ra y bằng 1 là giá 1 là giá trị nhỏ nhất. Vậy cái này chính là cái min đấy. Vậy ta kết luận y min bằng 1. Đây là kết quả bài toán các bạn nhé. Đây là bài số 1. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 2.
cho hàm số y bằng x bình phương trừ 4x cộng 7, tìm giá trị nhỏ nhất y min của hàm số đã cho. Khi ở đây các em sẽ sử dụng hàm đẳng thức, ta có y sẽ bằng y sẽ bình phương trừ đi 4 là bằng 2 nhân 2, thì là nhân với sơ nhân cho 2 để tạo ra hàm đẳng thức cộng với 2 bình phương 7 này tách ra, 7 này tách ra là 4 cộng 3 cộng 13. Thì lúc này các em sẽ thấy cái biểu thức này sẽ là hàm đẳng thức. Vậy ta có y bằng x trừ 2 tất cả bình phương cộng 3. Thì các em thấy là bộ phận này y sơ trừ 2 tất cả bình phương thì sẽ lớn bằng 0, cho nên cộng 3 nữa thì rõ ràng ta sẽ có y sẽ lớn bằng 3. Và tìm kiếm dấu bằng sẽ ra y bằng 3. Vì vậy chỉ khi y sơ trừ 2 tất cả bình phương bằng 0, tức là y sơ bằng 2, vậy từ đây ta sẽ suy ra giá trị nhỏ nhất y min sẽ bằng bằng 3. Bài số 3 cho hàm số y bằng y sơ mũ 4 trừ cho 4 y sơ bình cộng 12. Bây giờ tìm giá trị nhỏ nhất y min đấy. Thì lúc này ta sẽ phân tích là y sẽ bằng, đây có dạng hàm đẳng thức là bằng y sơ bình phương trừ 2 tất cả bình khái triển ra là có cái bộ phận y sơ 4 trừ 4 y sơ bình, cái cộng 4 đây là phải trừ 2. Đấy. Cái đó cái này sẽ lớn bằng trừ 2. Và dấu bằng sẽ ra khi nào? Ta có y min y bằng trừ 2. Khi và chỉ khi y sơ bình phương trừ 2 bằng 0, tức y sơ bằng cộng trừ căn 2. Vậy suy ra giá trị nhỏ nhất là của hàm số y bằng trừ 2.
Chí Minh. Năm trừ 2 cũng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở dịp gần nhất.